lên sân bay đón khách về Hà Nội thì sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đón xem nhé. Và ngày hôm nay thì mình sẽ lên sân bay đón khách về Hà Nội và các bạn cùng xem quy trình đón khách của mình sẽ ra làm sao, như thế nào. Mời các bạn cùng đón xem nhé. Và hình ảnh các bạn đang nhìn, đây là cầu Nhật Tân của Hà Nội. Để lên được sân bay thì chúng ta sẽ đi được nhiều hướng, nhưng chủ yếu bây giờ thì đi qua cầu Nhật Tân là chủ yếu vì đi rất nhanh. Và khoảng một thời gian thì chúng ta đã đến được gần sân bay Nội Bài rồi. Và bây giờ thì công việc của em sẽ là điện thoại cho khách. Và vị khách này là của bạn của em, bạn của em không đón được thì nhờ em đón. Và em mời các bác cùng xem em nói chuyện với khách như thế nào nhé. Vâng, alo anh ạ, em lấy xe em ạ. Bác đứng ở đoạn nào ấy bác nhỉ? Đây là chỗ cửa vừa mới ra cửa số 4 nha, thì đang ra cửa 7 nha. À vâng. Thế bác ra cái năm ngoài cùng, bác đợi em tí, em đang vào mà. Vâng. Và khi liên lạc với khách xong thì em bắt đầu vào đón khách. Em đỗ ở phía ngoài này thì với mục đích là đỡ cái tiền vé của mình đỡ tốn ấy. Thì đỗ sân bay thì đợi khách rất là lâu thì sẽ tốn rất là nhiều tiền, vì cho sân bay thì tính theo phút. Cho nên các xe ô tô mà các bạn đang nhìn đây này, đây là những xe ô tô cũng giống như em thôi, mình đỗ ở ngoài, khi nào có khách thì vào, đỡ tốn vé, đỡ đồng nào hay đồng đấy. Nói chung là năng nhặt chặt vị thôi, buôn tàu bán bè thì không bằng ăn dê Hà Tiện, đỡ đồng nào hay đồng ấy. Thế nhưng mà đỗ ở ngoài như thế này thì đôi khi mà các anh cảnh sát giao thông mà kiểm tra tới thì cũng hơi bị lo lắng đấy. Nhưng thôi, mắt trước mắt sau thôi. Còn đây là trạm thu phí để vào sân bay đón khách các bác này. Đấy, đây là trạm thu phí. Cái giờ này thì máy bay chưa hạ nhiều cho nên là nó còn thoáng. Và chứ nếu mà đông thì đi cũng hơi lâu đấy. Trạm thu phí này thì mức phí vào là 9.000 đồng cho 10 phút. Còn qua 10 phút thì sẽ nhân theo thang số là 4.000, 8.000, nó tăng tiền lên đấy. Và đây là em đã vào trong sân bay rồi đấy. Cho các bác đang nhìn đây này, các bác đang nhìn đây là bãi đỗ của sân bay. Đây là ban đêm, nó khoảng tầm 2-3 giờ sáng đấy. Đấy, những người mà chạy xe đêm như em như thế này thì đồng nghĩa rằng là không có khách thì phải chạy đêm, chứ chẳng ai muốn là thức đêm hôm làm gì, hại gan, hại thận, suy nhược cơ thể. Nhưng thôi, vì cuộc sống kiếm tiền buôn chen không biết nói thế nào cả. Và đây là lối vào đón khách các bác này. Đây là em vào theo quy trình, đây là đường vào đón khách. Còn bình thường thì không vào cái làn này em rẽ trái một phát luôn. Em vào ở giữa cạnh hàng rào có nhiều cây dừa đón khách luôn, nhờ người ta đi bộ ra một tí. Nhưng đây em quay cho các bác xem cái lối vào nó như thế này để các bác biết được cái trình tự vào của cái xe công nghệ hay là xe gia đình thì sẽ phải vào như thế nào. Thì các bác cứ chú ý, các bác sẽ nhìn thấy được là cách vào đón khách là đi đường nào. Đấy, bác để kỹ là tới. Còn trước mặt các bác trên kia là tầng 2. Tầng 2 là cái tầng mà chúng ta trả khách để họ bay đến một nơi nào đó. Còn tầng 1 là tầng đón khách, là khách ở bên nơi khác về Hà Nội. Và bây giờ em sẽ liên hệ lại với khách để các bác biết được là đón khách như thế nào nhé. Bây giờ em đi đón khách đây. Bây giờ thì bác đỗ xe mới phá cái hàng rào ra để vào đón khách cho nó nhanh. Đấy, bác nhìn xe vào đón khách đấy. Alo. Vâng, em đứng là cô số 7 thẳng ra này anh ơi. Vâng. Em đến rồi. 0152 đúng không? Cái làn này. Vâng, là ngoài cùng nhá. Bác ra đây. Cái làn là taxi làn thứ 2 đấy. Cái làn Grab làn thứ 3 ạ. Anh mặc áo màu gì nhỉ? À đây đây bác ơi, đây bác, à đây bác, chào bác. Sau một lúc mà y ới hai bác cháu thì đã tìm thấy nhau. Đây là một bác lớn tuổi. Đấy, và bây giờ bác đã lên xe của em rồi và cùng đi về thôi. Phía trước mặt các bác là những người đi bộ, trước mặt các bác ở đấy là những anh cò sân bay đấy. Các anh đang mời khách, anh ơi đi xe không giá rẻ đấy. Đấy, nếu chúng ta không đón nhanh thì anh cò này sẽ đón khách của chúng ta mất. Rồi bây giờ em nói chuyện với các bác khách trên xe em nhé. Này đông xe quá nhìn nhau nó hơi khó. Không, giờ này mà còn người nhiều thế là các bác tài nó có kỹ năng được không? Không mà vắng thì nó vâng. Mệt đúng không? Đấy, nó vắng thì đồng nghĩa rằng mọi thứ đều đói, đều khó khăn. Đều khó cả, cho nên là thôi thì tranh nhau tí nhưng mà nó có được tí ấy được, Đấy. Nếu mà nó không có người đi là vắng vẻ thì coi như tất cả anh em đều đói cả thì coi như đấy vắng vẻ quá thì coi như vậy là xuân này con không về. Bác khách lớn tuổi lên xe thì mình nói chuyện một lúc để cho hai bên, cho tình cảm giữa hai người lạ gặp nhau nó không còn là xa cách nữa. Rồi khi nói chuyện một lúc rồi, làm quen với nhau rồi thì mình lại nói chuyện thêm một lúc nữa cho nó vui. Rồi sau đó mình tập trung vào chuyên môn là chạy xe rồi đi về. Hình ảnh các bác đang nhìn đấy thì bên tay phải các bác mà vừa nãy các bác đang nhìn xa xa đấy là sảnh của Vietjet Air, sảnh E. Còn đây là cái làn thu phí mà lúc đầu chúng ta vào để lấy cái thẻ, còn đây là làn ra. Đấy, khi ra thì đón khách xong thì ra chúng ta sẽ trả trạm thu phí ở đây, trả tiền ở đây. Cái làn bên tay trái trạm thu phí ngoài cùng là làn tự động, vẫn như buổi tối thường họ hay đóng cửa. Còn làn tự động này cũng chưa chân chu lắm. Còn đây thì em phải sử dụng bằng tiền mặt để trả tiền. Đấy. Đấy các xe.
Cái giờ này thì em nó khách quen cho nên là bác ấy về chuyến này lẻ cho nên đón nó nhanh, chứ nhiều chuyến đón đông lâu lắm. Trong thu phí này đôi lúc ấy phải đỗ lên 15 phút may ra mới ra được, thì lúc đấy là cái lệ phí sân bay nó không còn là 9.000 nữa mà lại là 13.000 cơ, tại vì đợi lâu quá. Đấy, thế ra khỏi trạm thu phí rồi thì ở đây thì là ra ngoài đường cao tốc rồi. Đấy, trước mặt các bác có cái biển xanh xanh phía trước kia kìa, có mũi tên bên tay phải đấy, đấy là nhà ga quốc tế. Nhà ga quốc tế thì để đi ra nước ngoài đấy, rời khỏi Việt Nam đấy. Đấy, còn đi thẳng thì là chúng ta đi về cầu Thăng Long, còn ai mà đi về phố trung tâm thành phố thì chúng ta quay đầu lại để đi cầu Nhật Tân. Đấy, nó chỉ như vậy thôi. Em xin phép được chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video tiếp theo nhé. Các bác có hiểu cái gì các bác comment phía dưới, em biết cái gì trả lời. Em chào các bác nha.